Chào mừng quý vị đến với mục điểm tin trong tuần của trang thông tin Giáo phận Phú Cường. Giáng sinh an lành trên giáo xứ Bình Sơn. Đêm nhạc mừng Chúa giáng sinh tại giáo xứ Lái Thiêu. Giáo xứ Phú Lợi mừng lễ Chúa giáng sinh. Giáo xứ Bình Long mừng Chúa giáng sinh. Giáo sứ Thánh Giuse trong đêm Giáng sinh Đêm Thánh Ca mừng Chúa Giáng sinh tại giáo sứ Dầu Tiếng Giáo sứ Sơn Lộc mừng lễ Thánh Gia Hiền mẫu giáo sứ Lái Thiêu mừng bổn mạng lễ Thánh Gia Thất Tin giáo sứ Bình Sơn Giáng sinh an lành trên giáo sứ Bình Sơn Diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh tại giáo sứ Bình Sơn bắt đầu từ lúc 19 giờ 30 ngày 24 tháng 12 2018 tái diễn hoàn cảnh Chúa Giêsu sinh ra trong hang đá Bethlehem với rất đông người tham dự thánh lễ Giáng sinh lúc 20 giờ 30 do cha phêrô Nguyễn Văn Phương cử hành khác với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài trên sân nhà thờ hôm nay mọi người nghiêm trang lắng nghe đoạn tin mừng thánh Luca tường thuật Việc Thánh Du Xe và mẹ Maria phải rời Nazareth lên đường đi Bethlehem làm sổ kiểm tra. Đúng vào lúc đó, mẹ đến ngày mãn huyệt khai hoa, các quán trọ đều từ chối. Mẹ Maria phải sinh hải nhi trên cánh đồng vắng nơi hang đá nhỏ, chỉ có hơi ấm của bò lừa. Cha Phêrô nhấn mạnh, Chúa Giêsu được sinh ra trong cảnh cơ hàn. Điều này thật khác biệt với những đứa trẻ được chào đời êm ấm, một sự đảm bảo về điều kiện vật chất lẫn tinh thần do cha mẹ chuẩn bị cho, từ trời cao Chúa mặc lấy thân phận con người, một tấm lòng thương xót dành cho nhân loại. Sự khó khăn nơi mỗi người khi đứng trước hang đá Bethlehem chan hòa ánh sáng sẽ không là gì nếu con người đến với Chúa hài đồng, bởi không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Mọi người cùng hiệp lễ sốt sắng, cùng đồng thanh chúc tụng Thiên Chúa, chiêm ngắm Chúa hài đồng với niềm hân hoan. Tin giáo sứ Lái Thiêu, đêm nhạc mừng Chúa Giáng sinh tại giáo sứ Lái Thiêu. Không khí Giáng sinh tràn ngập trên khắp nẻo đường, rộn ràng hơn nơi thánh đường giáo sứ Lái Thiêu lúc 19h30, ngày 23 tháng 12, 2018. Đã diễn ra đêm ca nhạc mừng Chúa Giáng sinh, không khí thật tuyệt vời với những vũ khúc ca khúc, những bài hợp ca kéo lòng mọi người lên cùng Thiên Chúa. Cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh khai mạc đêm ca nhạc trong tràng pháo tay chào mừng của cộng đoàn. Cha cầu chúc mọi người không phân biệt lương giáo được hưởng một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc. Các tiết mục sôi nổi do các hội đoàn, ca đoàn, các giới, làm cho dòng người đổ về giáo sứ lái thiêu ngày một đông hơn. Các thiên thần nhỏ làm sáng lên khung cảnh một mùa đông giá báo tin mừng một hài nhi vừa hạ sinh. Ông già Noel phát quà cho những đứa trẻ trên sân nhà thờ. Chỉ còn một ngày thôi Giáng sinh đã về. Dù cao nguyên hay đồng bằng, mọi người cùng vui lễ. Các tiết mục của giới trẻ, các em thiếu nhi tăng thêm nhịp sinh động lên từng giây phút. Các bài thánh ca đưa những trái tim đến gần Chúa trong tâm tình hòa bình với lòng yêu mến, muốn sẻ chia niềm vui đến cho người bất hạnh, bận hoạn, yếu đau. Đêm nhạc khép lại âm vang trong lòng mọi người sự thôi thúc mong chờ đến đêm Giáng sinh. Tin giáo sứ Phú Lợi, giáo sứ Phú Lợi mừng lễ Chúa Giáng sinh. Diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24 tháng 12 năm 2018. Các tiết mục sinh động qua những điệu múa, hoạt cảnh, xen lẫn với lời thoại từ lúc Thiên thần báo tin và Đức mẹ thưa xin vâng, hai từ nhẹ nhàng đó nói lên một sự khiêm nhường, lòng đạo đức, niềm tin, sự phó thác và cũng nhờ mẹ mà Thiên Chúa đến với nhân loại. Thánh lễ vọng mừng Chúa giáng sinh lúc 21 giờ 30 trong niềm vui chung của cả nhân loại. Đêm nay nhắc lại một đêm xưa vui mừng, giờ khắp bốn phương đều cất tiếng ca mừng con Chúa ra đời. Thiên Chúa yêu con người vô vị lời nhưng con người vẫn còn đó tính toán từng giây phút với Chúa. Món quà Giáng sinh Chúa trao gửi những ai thành tâm tìm Chúa, họ sẽ được cứu rỗi. Sau phần phụng vụ lời Chúa, các đại diện giáo sứ phú lợi lên dâng cho Chúa những tâm tình khấn xin trong đêm hồng phúc này. Những nỗi lo âu vì khó khăn chồng chất, đứa con, người chồng, người vợ, lo lắng gắn gồng của xã hội khi bắt gặp những em bé bị bỏ rơi, nghèo khổ thèm những giấc mơ dù đó là điều bình thường của những gia đình khác, nhưng với những người khốn khó vẫn là một ước mơ. Hãy thành tâm tìm Chúa, sẽ được yêu thương và yêu thương thật nhiều, và đó cũng là món quà Giáng sinh mọi người dành cho nhau bằng sự hiệp ý cầu nguyện trong đêm cực thánh này. Thánh lễ kết thúc vào lúc 22 giờ, mọi người ra về trong niềm hân hoan. Giáng sinh đã là niềm vui chung của toàn thể nhân loại. Tin giáo xứ Bình Long, giáo xứ Bình Long mừng Chúa Giáng sinh. Chương trình mừng Chúa Giáng sinh tại giáo xứ Bình Long với chủ đề Đêm Thánh đêm hồng ân sự sống được bắt đầu từ lúc 18 giờ với buổi diễn nguyện diễn tả việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa trong dòng lịch sử cứu độ. Ngay sau buổi diễn nguyện vào lúc 21 giờ, cộng đoàn dân chúa sốt sắng đi bên kiệu chúa hài đồng tiến vào thánh đường và thánh lễ được bắt đầu ngay sau cha sở du xe cao đình phương cung kính bế tượng chúa giêsu hài đồng đến hang đá nhỏ nơi cung thánh lời kinh vinh danh được vang lên cùng hồi chuông giáo đường ngân dài trong bầu khí thánh thiêng của đêm cực thánh đánh dấu thời khắc con thiên chúa xuống thế làm người ở giữa chúng ta chia sẻ trong bài giảng về mầu nhiệm giáng sinh Cha Chánh Sứ Du Xe Cao Định Phương mời gọi Cộng đoàn cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm ngôi hai xuống thế làm người. Một Thiên Chúa uy quyền nhưng hạ mình trong thân phận con người, chỉ vì một tình yêu vô tận dành cho con người. Trong đại lễ Giáng sinh được cử hành vào sáng ngày 25 tháng 12, do Đức Cha Phaero Trần Đình Tứ chủ sự, Đức Cha cũng mời gọi Cộng đoàn hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng sinh và hãy cùng nhau lan tỏa niềm vui Giáng sinh đến khắp muôn nơi hãy cùng nhau đưa ánh sáng giáng sinh đến mọi người thánh lễ kết thúc vào lúc 19 giờ 30 phút trong niềm vui và hạnh phúc rạt rào sau đó mọi người ra về trong bình an tin giáo sứ thánh giuse giáo sứ thánh giuse trong đêm giáng sinh lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12, 2018, cha Joan Bautista Nguyễn Văn Riễn đã khai mạc đêm ca nhạc mừng Chúa Giáng sinh với những vũ khúc, hợp ca, hoạt cảnh thật sinh động làm náo nức lòng người. Đến 20 giờ, diễn huyền lịch sử ơn cứu độ để lắng lòng mọi người về hoàn cảnh Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem, huyền diệu của một đêm đông vang tiếng hát thiên thần các người chăn chiên đến chiêm ngắm Chúa Hài Đồng, hướng mọi người đến thánh lễ đồng tế lúc 21 giờ. Mọi người hiểu rõ hơn về đoàn tin mừng theo Thánh Luca. Thiên Chúa chúng ta đã bị từ chối nơi con người và đã sinh ra tại hang đá bò lừa. Trong bài giảng lễ, những câu chuyện dễ nhớ được cha Doan Bautista kể lại ngắn gọn và xúc tích. Chúa đã bỏ trời cao xuống thế, Ngài hiểu thấu nỗi khổ đau, niềm vui sướng của con người, Ngài luôn ở bên nâng đỡ khi con người rơi vào hoàn cảnh tối tăm. Đêm nay chiêm ngắm hải nhi giê mọi người dâng gì cho Chúa qua bốn tuần của mùa vọng chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến. Những hy sinh bé nhỏ, những việc làm theo thói quen vì lòng mến Chúa cũng là những cọng rơm làm cho hang đá thêm ấm cúng. Sau thánh lễ, mọi người cùng trao cho nhau niềm vui Giáng sinh trong đêm yêu thương, đêm hồng phúc. <laughs> tin giáo xứ giàu tiếng đêm thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh tại giáo xứ giàu tiếng vào lúc 19 giờ thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018 tại khuôn viên giáo xứ giàu tiếng đã diễn ra chương trình hoan ca canh thức diễn nguyện và thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng Sinh đêm Giáng Sinh năm nay trở nên lộng lẫy và tưng bừng với sự hiện diện của quý cha quý tu sĩ cùng hàng ngàn anh chị em trong và ngoài công giáo cùng đông đảo cộng đoàn dân chúa trong giáo xứ Đêm căn thức và ca múa mừng Chúa Giáng sinh năm 2018 với chủ đề phụng vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2019. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, được bắt đầu trong bầu khí ngập tràn niềm vui và linh thánh. Phần căn thức đêm Noel kết thúc bằng màn trình diễn bài hát Loài Người ơi, do toàn nhóm diễn viên trình bày và cùng vẫy tay chào tái hẹn gặp lại. Cao điểm của đêm diễn nguyện là thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh vào lúc 21 giờ 30 Thánh lễ đêm do cha Du Xe Nguyễn Thái Nghĩ chủ tế thật sốt sắng. Cùng đồng tế với ngài còn có cha phó Du Xe Nguyễn Văn Hải, với sự hiệp thông trang nghiêm của rất đông anh chị em tín hữu, cùng với sự hiện diện của nhiều anh chị em ngoài công giáo tại khuân viên nhà thờ. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Du Xe mời gọi mọi người chiêm ngắm một trẻ thơ đã sinh ra cách đây hơn 2.000 năm. Hài nhi Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài mời gọi mọi người cùng hiệp dâng thánh lễ để loan báo niềm vui bình an và tình thương của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Du-xe chủ tế quảng diễn về việc Chúa Giêsu hài đồng sinh ra để thế gian được cứu độ khỏi tội tổ tông truyền cho loài người qua tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Thánh lễ trọng thể kết thúc trong niềm tri ân cảm tạ vì đấng Emmanuel đang ở cùng chúng ta và ngự giữa các gia đình nhân loại. Vì thế, mỗi khi tôi hữu hân hoan ra về như những sứ giả sẵn sàng loan báo niềm vui và đem bình an ơn cứu độ cho mọi người và cho toàn thế giới. <laughs> Tin giáo sứ Sơn Lộc Giáo xứ Sơn Lộc mừng lễ Thánh gia. Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2018, Giáo xứ Sơn Lộc hân hoan mừng lễ Thánh gia. Từ nhiều năm nay, cứ 2 năm một lần, vào dịp lễ Thánh gia, Giáo xứ Sơn Lộc lại tổ chức thánh lễ tạ ơn, trao phép lành cho các gia đình nhân kỷ niệm 25 năm, 40 năm và 50 năm hôn phối. Năm 2019, Giáo hội Việt Nam đã đưa ra ý chỉ mục vụ đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Như thế, mọi người có thể hiểu được giáo hội rất quan tâm đến gia đình. Gia đình là tương lai của giáo hội, của xã hội. Trước cộng đoàn khoảng 800 người, hòa cùng lời chúc mừng của cha Jose, cộng đoàn đã có một tràng vỗ tay thật dài để chúc mừng các gia đình kỷ niệm hôn phối. Bài giảng lễ thánh gia, cha Jose đã chia sẻ gia đình thánh. Nơi đó có Đức Giêsu, có mẹ người là bà Maria và thánh Jose. Nhìn bề ngoài gia đình ấy cũng chỉ bình thường như bao gia đình khác, nhưng bên trong chứa đựng cả một trời yêu thương từ Thiên Chúa. Cha cũng chia sẻ về năm mục vụ gia đình với chủ đề Đồng hành với những gia đình khó khăn. Cuối bài giảng cha đúc kết, mỗi gia đình hãy nên như thánh gia xưa là yêu thương và yêu thương. Đừng để cho những ngoại vật chi phối lương tâm và thân xác. Hãy ngước nhìn lên từng thành viên trong gia đình thánh để tin yêu, để noi gương hy sinh trung thành mãi mãi. Sau bài giảng, cha Du đã trao phép lành có chữ ký của Đức Giám Mục Ju Xe Nguyễn Tấn Tước cho các gia đình và một lần nữa cộng đoàn vỗ tay chúc mừng. Đây là dịp thuận tiện để từng thành viên trong gia đình họp mặt đông đủ và thêm thắt chặt tình yêu thương nhau. Sau nhiều năm đi làm ăn xa, cùng nhau chụp hình lưu niệm để nhớ mãi kỷ niệm đáng nhớ này. <laughs> Tin giáo sứ Lái Thiêu, hiền mẫu giáo sứ Lái Thiêu mừng bổn mạng lễ thánh gia thất. Vào lúc 16 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2018, lễ thánh gia thất được cử hành long trọng do cha An Tôn Hà Văn Minh, quản hạt Phú Cường chủ tế, cùng với cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, chánh sứ giáo sứ Lái Thiêu, cha Du Xe Nguyễn Phát Tài, đặc trách giới hiền mẫu giáo phận Phú Cường. Cha Tô Ma Phan Minh Tránh và quý cha đồng tế. Tham dự thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân Lái Thiêu trong bầu khí hân hoan, sốt sắng. Đây cũng là dịp bổn mạng của giới hiền mẫu giáo xứ Lái Thiêu. Các chị em hiệp dâng thánh lễ trong tâm tình cảm tạ vì biết bao ơn lành Chúa thương ban. Các chị em cùng đọc lại lời hứa khi gia nhập và 10 điều tâm niệm hiền mẫu như một sự dìu dẫn các chị em mới, đồng thời nhắc lại lời hứa của mình cố gắng hơn trong những ngày sắp tới. Sau phần hiệp lễ, một chị đại diện giới hiền mẫu giáo sứ lái thiêu cảm ơn quý cha vì tình thương đến hiệp lễ, cùng cầu nguyện cho các chị em hướng mọi người đến một năm mới an bình thánh đức. Các chị em dâng những lẵng hoa lên quý cha để bày tỏ lòng biết ơn. Sau bài hát kết lễ, quý hiền mẫu chụp hình lưu niệm cùng quý cha. Sau đó, mọi người dùng chung bữa ăn trưa thân tình. Rồi tất cả ra về với niềm vui của những ngày trước thềm năm mới trong tình yêu bao la của Thiên Chúa và mẹ Maria. Mục điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.